các anh em đã quay trở lại với Rocking Rook, và Rocking Rook xin gửi lời chào từng ai nhất đến tất cả các anh em. Và để ở trên cái nền trắng này mà là một hộp đỏ to như vậy thì các anh em cũng đã biết, như mỗi khi tôi giới thiệu siêu phẩm thì nó sẽ thường sự kiện gì. Và không lòng vòng nữa, đây chính là hộp phục Rocking Boy dành cho AB. Đây thì cứ mỗi lần làm đến Rocking Boy là tôi đã thấy hào hứng và muốn giới thiệu cho anh em biết ngay và được coi ngay sản phẩm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đi coi phần xung quanh cái hộp đựng hộp này đó. Thì đây là những cái thông tin đầu tiên, nói chung tiếng Anh tiếng ngu không à, không hiểu cho lắm. Đây về đây thì các người bán người ta đã ghi tên là rõ ràng để chúng ta dễ nhận biết. Và đây là phục Action Boy dành cho AB 320ml. Đó. Thông tin xung quanh hộp cũng như nhau thôi, và đặc biệt là có tem ha. Đây sản phẩm đây. Tôi lấy ra luôn cho anh em coi nha. Đánh nổi vào cái bao bì của nó xinh đôi hơn, nhìn nó cũng đẹp nè nè. Đó. Phụ khá là nặng nha anh em. Đó. Nhưng mà mình nghĩ chắc là nó cũng nén lại hơi bị chắc à. Cái này không có đơn giản đâu. Nhìn không có đơn giản. Nhưng mà thực tế chúng ta đang giỡn nè anh em. Nhìn cái kết cấu của nó rất là đơn giản luôn ha. Hơi nhẹ một chút. Để tôi lấy nốt ra cho anh em cùng coi ha. Thì là phục. Chúng ta có màu là đỏ, trắng, inox. Đó, và đây là một số cái đặc điểm của phục. Thì trong phục nó có tem và các lò xo nén chia ra khá là dài. Đây. Trong hộp thì có tặng kèm theo, đó chính là lần này thì mình thấy mình rất symbol khá là chu đáo. Họ cho chúng ta một cái lục viết nhỏ và hai cái này, chắc là hai cái con tái nào với lại một cái cây trục gì đó ha, mình cũng không biết nhiều nữa. Đây thì là có đầu tiên là hay có đề can nè, tem á anh em. Tem dán á. Đây. Tem trắng. Và đây là một cái lá phiếu gì đó, cứ giống như cái bảo hành đó. Cuối cùng là một cái cuốn sổ tay đến từ Rocking Boy. Này giống như là thông tin về phục và cách sử dụng phục của anh em đó. Mà cái hàng này thì hiện là bọn mình không có sẵn ở tại shop, nên là anh em nào muốn mua thì hãy nhắn tin đặt hàng cho shop mình, để cho shop mình đặt hàng Rocking Boy và xong đem hàng về cho anh em. Ok.